Em xin chào tất cả các anh chị, cô dì, chú bác, y hoa lan rừng trên cả nước nhé. Trên buổi sáng trưa nay em tiếp tục cho các anh chị một số mặt hàng như sau là hoàng nhạn với trâu thôi. Chủ yếu là em bán bên này thôi các bác. Mặt hàng vậy thôi, bắt đầu em không có mặt hàng khác nên em không thích bán. Với lại em chỉ bán bao chuẩn hàng vùng biển của bên em thôi, em không bán hàng chuẩn vùng biển khác đâu nha. Các bác nào hỏi thì em chẳng có đâu, em chỉ có là nếu mà hỏi trâu với nhạn là quế tím hay là cây sóc này kia là em vẫn có. Còn mấy cây này là em bán chủ yếu thôi. Ba cây hoàng nhạn lá mít lá to như thế này, 200k, hình số 1 này, một cây này, lá to luôn đấy. Hai cây này. Và ba cây này, ba cây hoàng nhạn lá mít lá to đẹp như thế này, 200k. Đây là hình số 1. Sang hình số 2 là đơn trâu toàn lá mít luôn nha. Một cây, hai cây, bốn cây, năm cây, bảy cây lá mít 150k này, bảy cây hoàng, bảy cây trâu lá mít chuẩn lên 150. Sang hình số 3. Một cây, hai cây, 3 cây, 4, 5, 6 cây. 6 này, cây này có giá 200k, đây là hình 3 nhé. Còn cây đẹp, hình 4 là cây to, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây và 5 cây. 5 cây hoàng nhạn to này 200k, rất là đẹp. Đơn này toàn đẹp luôn đấy các bác. Con này chốt hình 4. Hình 5 là đơn trâu toàn lá mít, 1 cây, 2 cây, 3 cây và 4 cây. 4 cây trâu lá mít nguyên bản là 150 này. Bắt đầu chốt đơn cuối cùng 150. Trên sáng nay em có một số mặt hàng đấy thôi. Các bác nào mà chốt 5 đơn này thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Em xin chào toàn thể các bác nhé.